Thưa quý vị và các bạn, ngày mai thời tiết miền Bắc vẫn tiếp tục duy trì tình trạng nắng ráo, thậm chí cường độ nắng còn có xu hướng mạnh hơn, khiến cho nền nhiệt trên toàn Bắc Bộ sẽ phổ biến trong khoảng từ 33 đến 35 độ. Riêng khu vực đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ có thể lên tới mức 36 độ, trời sẽ có cảm giác nóng về trưa và chiều. Ở miền Trung, cái nắng cũng không còn quá gay gắt. Ngày mai, cả Trung Bộ một dọc từ Thanh Hóa trở vào cho đến Bình Thuận đều không mưa, tạnh ráo. Trời có nắng sớm nhưng cường độ nắng không quá mạnh. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Trung Bộ sẽ phổ biến trong khoảng từ 34 đến 35 độ. Tuy nhiên, vẫn có những huyện vùng núi phía Tây của Trung Bộ nhiệt độ cao hơn ở mức 36 đến 37 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh phía Nam, thời tiết cũng có chuyển biến tích cực hơn. Trong đêm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa giảm chỉ còn diện rải rác. Ngày mai, Tây Nguyên và Nam Bộ trời có nắng và có khả năng mưa về chiều tối. Nền nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực Tây Nguyên duy trì trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Tại Nam Bộ, nhiệt độ sẽ trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Trên biển, sáng nay, vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon của Philippines khoảng 200 km về phía Tây, cường độ cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh, nên ở khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc của huyện đảo Trường Sa có mưa, gió mạnh cấp 5, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét khiến biển động. Khu vực huyện đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5, nhiệt độ trong khoảng từ 27 đến 33 độ. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.